với sự tham gia của các diễn viên Tống Minh Vũ trong vai Bành Hy Triết, Lưu Vân trong vai Tô Di Văn, Từ Việt trong vai Lâm Phong, Trần Tân Tuyền trong vai Thẩm Nhược Nghiên, Dư Giai Miễu trong vai Diệp Tử Sam, Cảnh Nghệ Triển trong vai Lý Diễm, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Sản xuất Tiểu Vương Xương, đạo diễn Dương Tông Đức, để yêu. Anh cũng biết tình trạng của chị tôi không được ổn lắm. Tôi muốn đón chị tôi về nhà ở, nhưng khuyên kiểu gì chị ấy cũng không chịu. Chị ấy nhất định ở lại phòng khám. Tôi cũng biết yêu cầu này của tôi có phần quá đáng, nhưng mà tôi cũng hết cách rồi. Vì ở nhà gửi tin nhắn quan trọng, tôi phải quay trở về nhà ngay. Cho nên tôi gửi chìa khóa phòng khám của chị tôi lại cho anh ha. Lần trước cũng nhờ anh cứu chị tôi, bây giờ lỡ như tình trạng của chị tôi có xảy ra thay đổi bất ngờ, xin nhờ anh qua chăm sóc cho chị tôi ha. Nếu chị tôi có thay đổi gì, anh nhớ điện thoại cho tôi liền ha. Tôi biết cậu đang sống ở nhà Di Văn. Hơn nữa con chó này lại tên là Tiểu Triết Triết. Có chuyện gì? Biết rồi còn hỏi. Bọn họ cô nam quả nữ ở chung một nhà. Anh cẩn thận dè dặt giữ gìn cho cậu ấy. Cậu ấy lại không nề hà gì mà sống chung với một người đàn ông khác. Không lẽ đến giờ anh vẫn còn tin giữa bọn họ chỉ là tình chị em đơn thuần sao? Có liên quan gì đến cô không? Không có thì tôi đi trước đi. Ê, không hổ là giám đốc Lâm của quảng cáo Lĩnh Phong. Vợ chưa cưới của mình xem miếng thịt cừu tươi là chó lang thang, sau đó tự đem mình ra nói là phòng không nhà trống. Bây giờ trên đầu của anh đã mọc nhiều sừng đến vậy rồi mà vẫn còn bình thản được sao? Quả nhiên là thuyền trưởng bình tĩnh mới lái được thuyền. Nhưng nói ra cũng đúng đó, bây giờ anh cũng không có tư cách gì mà chỉ trích họ. Bởi vì một bên là con gái của ba vợ quyền lực, còn một bên là người tạo ra ứng dụng quan trọng đem lại tiền bạc cho công ty. Hai người này đều là hai cái cây hái ra tiền không thể đắc tội. Vậy hai cái cây đó mà ở bên nhau thì có vấn đề gì chứ? Huống hồ gì, trước khi có chuyện này, anh và tôi đã từng có quan hệ thân mật. Thẩm Nhược Nghiên, đừng nghĩ cô giữ được mấy tấm hình chúng ta ngủ ở trong khách sạn thì có thể uy hiếp tôi cả đời đâu. Bây giờ Photoshop rất phổ biến, tôi có thể hoàn toàn dễ dàng giải thích cho Di Văn hiểu. Còn chuyện hoa lan kia, đó là quà tôi tặng cho ba vợ của mình. Đừng hòng lợi dụng để kiếm chuyện với tôi. Cái này cô đem về đi. Bành Hy Triết, phải cho chị một lý do chính đáng, nếu không chị sẽ... Dì Út, con nhớ dì quá. Ba Ron, sao con lại ở đây vậy? Ai đưa con về đây vậy hả? Hả? Theo dì nhanh lên. Con vẫn chưa thể gặp mẹ được. Ê, chú cháu hai người đang làm gì vậy? Con và chú ấy đã trở thành bạn tốt rồi dì. Dù có chuyện gì cũng phải nghe cháu nó nói hết đã. Chị đói không? Đi thôi, đi ăn cơm.
đi nấu mì cho dì Út ăn. Dạ. Cơm cũng ăn no nê rồi, tắm thì cũng tắm sạch sẽ rồi, còn sao hả? Hoàng tử nhỏ thơm tho của dì, còn muốn dì làm gì nữa đây? Dạ không có gì Út. Vậy chúng ta đi ngủ ha. Dạ được. Nè, nằm đi. Quỷ nhỏ à, con nói thật cho dì biết, tại sao con lại đi một mình, chạy từ Mỹ về tận đây vậy hả? Mẹ từng kể con nghe câu chuyện của Bảo Liên Đăng, Trầm Hương có thể bổ núi cứu mẹ, ba rình cũng tình nguyện giật núi về với mẹ. Tiếng mẹ đẻ của con tiến bộ nhiều quá ha, còn biết về Bảo Liên Đăng nữa chứ. Trong trường nội trú có học tiếng Hoa, ở trong lớp của con là người học giỏi nhất đó dì. Rốt cuộc là có chuyện gì? Con lặng lẽ về nước chỉ có một mình. Con có biết không? Con tự bỏ về như vậy cả nhà lo lắm luôn đó. Bây giờ mẹ con chỉ có một mình, ở lại phòng khám, lo tới nỗi khóc nghẹt hết cả mũi luôn rồi kìa. Dì Út, dì sẽ giúp mẹ của con chứ. Sao tự nhiên con lại nói vậy hả? Ba đánh mẹ đó dì. Mẹ của con buồn lắm, không có ai cản ba lại hết. Đây không phải lần đầu tiên ba đánh mẹ đâu. Ba quen một cô xấu xa, hai người đó còn lừa hết tiền của mẹ con, còn không cho mẹ tới thăm con. Con thương mẹ nhiều lắm. Vậy trong tối nay chị định làm sao? Trời tối về, đưa thằng nhỏ về phòng khám hả? Bác sĩ Lý vừa mới gửi tin nhắn cho chị, anh ấy sẽ ở lại để theo dõi tình hình của chị hai. Trước giờ chị cứ nghĩ chị hai vinh quang trở về khởi nghiệp ở trong nước. Chị thật sự không ngờ cuộc sống chị ấy ở Mỹ lại đau khổ tới như vậy. Tình khốn kiếp đó đúng là súc vật mà. Chị đừng vậy. Cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết. Hả? Chị hai lấy chồng xa xôi tới như vậy, không có người thân nào ở bên cạnh hết. Mấy năm qua chắc chị ấy rất cô đơn. Thật sự không thể ngờ được chị ấy vẫn luôn chịu đựng như vậy. Chị đừng buồn. Chị Di Vũ mạnh mẽ hơn chúng ta nghĩ nhiều mà, đúng không? Ba Ron còn nhỏ như vậy mà đã bỏ trốn khỏi trường học. Tại sao thằng bé gặp phải chuyện này chứ? Nhưng mà làm sao thằng bé tự về nước được? Nó làm thân với bạn Trung Quốc nhà giàu, vợ ba của bạn đó ký tên đồng ý sau khi về được Trung Quốc rồi, được bạn bè bao che giúp đỡ, lén lút thoát khỏi đoàn của nhà trường. Cái này là vòng tay may mắn của mình, mẹ mình tự tay làm cho mình đó. Bây giờ mình tặng cho cậu nha. Bé Ren, cậu định đi trong bao lâu vậy? Chừng nào cậu mới quay lại? Mình không biết, mình phải tới gặp mẹ của mình, mình phải bảo vệ cho mẹ. Mình biết rồi, đi đi, coi chừng trễ đó. Được rồi, tạm biệt. Tạm biệt. Lấy thẻ tín dụng của ba bạn, tự quẹt mua vé xe đến đây tìm mẹ. Thằng bé này thực sự quá liều lĩnh. Ba Ron vốn đã thông minh từ nhỏ, con nít mà càng thông minh càng dễ nhạy cảm.
Anh đừng qua đây, anh không được qua đây, anh không được qua đây. Tôi không có dẫn Baron đi, tôi không có đến gần nó. Cô Tô à, cô nhìn kỹ tôi là ai đi. Đừng đánh tôi, đừng đánh tôi, tôi cầu xin anh đừng đánh tôi, tôi không dám nữa đâu. Anh đừng cấm tôi gặp Baron mà, đừng cấm tôi gặp Baron mà. Cô Tô à, cô đừng sợ mà, ở đây rất an toàn, không ai đánh cô hết. Tôi sẽ bảo vệ cô. Cô Tô, tôi sẽ bảo vệ cô. Ở đây rất an toàn. Có tôi ở đây rồi, không ai đánh cô đâu. Cô Tô à, ở đây rất là an toàn. Tôi sẽ luôn luôn ở bên cạnh cô. Sau này dù có nguy hiểm, tôi cũng đều ở bên cạnh cô mà. Cô đừng sợ. Thằng bé vừa nói cho chị biết, nó nói bà của nó đánh mẹ nó ở ngay trước mặt nó. Thằng bé nói bà của nó có người tình rồi. Tại sao thằng bé phải chịu đựng chuyện này? Nó còn nhỏ tới như vậy mà. Thằng bé còn nhỏ như vậy không phải nên được sống cùng với mẹ hay sao? George là một luật sư nổi tiếng chuyên xử lý án ly hôn. Người tình hiện tại của anh ta chính là đồng nghiệp làm trong văn phòng luật sư. Hai người bọn chúng bây giờ đang thông đồng với nhau. Dù khống chị hai sao chép luận án, tốt nghiệp thạc sĩ, bọn chúng khiến chị hai thân bại danh liệt ở Mỹ. Tòa án đã ra lệnh cấm chị hai không được tới gần con mình. Có điện thoại. Bác sĩ Lý rất tốt bụng, anh ấy ở lại theo dõi chị hai. Bây giờ tâm trạng chị hai ổn định lại rồi. Dì Vân à, chị đừng phiền não quá hả? Dì Vân, đừng khóc nhiều quá, mọi chuyện rồi sẽ ổn mà. Với lại cảm ơn chị. Chị phải cảm ơn em mới đúng. Em đã thay chị chăm sóc ba Ron. Hôm nay em có ghé qua trường, chủ tịch Kim đã ký hợp đồng với đội. Sau này cứ mỗi một năm sẽ có một khoản đầu tư nhất định. Họ còn mượn tên của đội Kiến Đỏ quyên góp cho học sinh nghèo miền núi. Chỉ cần các học sinh ở đó muốn sẽ được đánh khúc cung cầu miễn phí. Quả nhiên chủ tịch Kim không thất hứa. Tốt rồi. Ngốc quá, hy sinh như vậy sao lại không nói ra chứ. Con người của chị làm cái gì cũng dễ chán dễ bỏ. Nếu như không có em động viên ủng hộ chị, có lẽ chị cũng không có gan làm nhiếp ảnh gia. Hơn nữa, máy chụp hình của chị cũng là do em tặng cho chị. Chị cũng không làm gì, chỉ là sẵn tay chụp mấy tấm hình thôi mà. Không phải như chị nghĩ đâu. Chị có biết không, chị thực sự rất có năng lực để chụp hình. Cuốn album mà chị chụp, tất cả những ai xem được đều phải khen hình đẹp. Ngay cả thầy Âu Dương cũng công nhận tài năng của chị. Thầy ấy còn nhờ em nói với chị, muốn mời chị làm nhiếp ảnh gia riêng cho đội đó. Chị đồng ý không? Thật hả?
Gần đây không biết làm sao, xảy ra quá nhiều chuyện rồi. Đợi chị xử lý xong chuyện của chị hai rồi hãy tính tiếp ha. Chị nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ nhiều. Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi. Đúng vậy. Mẹ, con xin lỗi mẹ. Dạo này công việc bận quá, hôm nay mới có thời gian đến thăm mẹ. Ba đi làm rồi hả mẹ? À, nè, uống trà đi. Dạ, cảm ơn mẹ. Mẹ tìm con có chuyện gì không mẹ? Dạo này có phải là con chịu nhiều uất ức quá rồi phải không? Nếu như có chuyện gì, phải thẳng thắn với nhau. Dù đó là vấn đề gì, cả hai cũng nên cùng nhau giải quyết. Con bé Di Văn nhà mẹ đúng là có hơi lười biếng, làm việc không lanh lợi, làm cho con giận à. Dạ không có đâu, Di Văn rất tốt mà mẹ. Con đừng có bao che cho nó nữa. Con gái của mẹ, mẹ hiểu nó hơn con mà. Con gái của mẹ không cố gắng, không can đảm, không quyết đoán, không niềm tin, không nghị lực, không có chí tiến thủ, lại hay suy nghĩ dớ dẫn. Nhân viên như vậy làm việc trong công ty của con đúng là chỉ rước thêm phiền phức cho con thôi. Mẹ, có phải là có chuyện gì rồi không? Dạo này sao không thấy Di Văn đi làm nữa vậy hả con? Tại vì con kêu cô ấy tạm thời nghỉ ngơi. Dù gì cũng bận chuyện đám cưới hơn mà, con sợ cô ấy mệt thôi. À, lý do chỉ có như vậy thôi sao? Vậy nghe như con vừa nói thì thanh niên mà tới độ tuổi phải kết hôn, bộ phải nghỉ việc mới kết hôn được hay sao? Thanh niên các con thật sự là hết nói rồi, không hiểu được tụi con, không theo kịp nữa rồi. Chú ơi, mau dậy đi. Phải ra ngoài rồi, mau dậy đi chú. Hả? Hả? Dì Út ơi, dì Út, chú bị sốt rồi. Dì coi nè, chú ấy bị sốt. Hả? Quá trời kìa. Trời ơi, sao mà nóng dữ vậy? Giờ hôm trước dầm mưa đúng không hả? Không sao. Hey, em làm gì vậy? Đi với nó. Ôi, không cần đâu, em đang sốt cao như vậy, đi được mấy bước là xỉu rồi. Hôm nay để chị đi, em ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi ha. Chị đi một mình được không? Được chứ. Dì Út. Sao hả con? Đây. Đây là gì? Mỗi lần mà con bị sốt thì mẹ đều dán cái này cho con nè. Thật ra con có chuyện này đã giấu trong lòng từ rất lâu rồi, con cũng không biết nên nói ra sao nữa. Đã là người một nhà rồi, con có chuyện gì cứ việc nói ra đi. Nếu như Di Văn làm ra chuyện gì không tốt với con, mẹ sẽ làm chủ cho con. Tất nhiên con vô cùng tin tưởng Di Văn, con cũng tin chắc chắn rằng Di Văn không làm chuyện có lỗi với con đâu. Con cũng thật sự xem cô ấy như là vợ chưa cưới của mình mà đối xử. Nhưng con nghĩ ba mẹ vẫn chưa biết hiện tại Hy Triết đang làm việc tại công ty con đó. Nó đi làm ở đó từ khi nào chứ? Tại sao mẹ không biết gì hết vậy? Con tuyển thằng bé đó rồi sao? Lúc trước Di Văn năn nỉ con, cô ấy nói Hy Triết đã tốt nghiệp đại học rồi, mong muốn ở lại thành phố để làm việc. Đương nhiên công ty con cũng không có thiếu người, hơn nữa cũng chỉ tuyển người có kinh nghiệm làm việc lâu năm. Tại vì Di Văn giới thiệu Hy Triết cho con, cho nên con mới cho cậu ấy cơ hội này. Mẹ nói cho con nghe, thật ra nhà mẹ không có quan hệ huyết thống gì với Bành Hy Triết. Chỉ là ba của Hy Triết từng làm vệ sĩ cho ba của Di Văn, hơn nữa còn từng cứu mạng của ba con bé. Lúc mà Hy Triết lên thành phố này để học đại học, ba của nó có ghé qua nhà, mời cả nhà của mẹ ăn bữa cơm. Trong lúc ăn thì có nhắc đến chuyện cũ, nếu không mẹ cũng không biết chuyện đó. Còn con bé Di Văn thì quá lương thiện rồi, với lại nó và Hy Triết từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, coi nhau như là ruột thịt. Tụi nó làm phiền con có đúng vậy không? Con biết tình cảm của chị em họ rất tốt. Nhưng mà hai người cứ ở chung như vậy, con không thể nào chấp nhận được chuyện này đâu. Cái gì chứ? Không thể nào như vậy được.
Lâm Phong. Mẹ, con cũng không tin đó là sự thật đâu. Nhưng mà lúc Hy Triết nói chuyện với đồng nghiệp nhưng lại cố ý đem chuyện này ra mà khoe khoang, làm cho con mất hết mặt mũi. Con thật sự rất mệt mỏi mẹ. Không thể nào, tin đồn nhảm như vậy tại sao con lại tin chứ? Lâm Phong à, một tay mẹ nuôi Di Văn, mẹ hiểu rõ nó. Nó không phải là đứa con gái như vậy đâu. Nó tuyệt đối không làm ra mấy chuyện mất mặt như vậy. Con phải tin nó. Nó tuyệt đối không làm ra bất cứ chuyện gì có lỗi với con. Nếu như con không tin, bây giờ mẹ và con đi tới đó. Tới đó mở cửa ra xem thử rốt cuộc có chuyện như vậy hay không. Có được không vậy? Mẹ, con đi thì kỳ lắm, nhưng dù có thật hay không, con vẫn sẽ tin tưởng Di Văn mà. Ê, chết rồi chết rồi. Lát nữa bà tôi có hỏi thì nói hôm nay tôi không trực nghe. Hả? Hả? Ê, bảo vệ, đợi tôi một chút. Nè, hôm nay cậu Tiểu Quách có đi làm hay không vậy? Nhà cậu ấy có việc không đi làm mấy ngày rồi. Hả? Vậy khách ra vào của nhà chúng tôi tìm ai để đăng ký? Xin lỗi bà, vẫn phải tìm Tiểu Quách đó. Di Văn à? Di Văn, Di Văn à, con ra đây cho mẹ. Mẹ, con đang ở đâu vậy? Con hả? Con đang ở phòng khám nè. Sao lại đổi mật khẩu rồi? Mật khẩu gì mẹ? Con giả vờ với mẹ nữa sao? Đương nhiên là mật khẩu bên chung cư rồi. Chìa khóa hai chị em con giữ, mật khẩu là do mẹ đặt. Tại sao bây giờ mẹ lại không vào được chứ? Mẹ tới chung cư tìm con hả? Bây giờ con đâu có ở đó, mẹ tới tìm con làm gì? Mẹ đừng có ấn chuông nha mẹ. Con nói mẹ nghe, bây giờ đang là ban ngày, hàng xóm con đang ngủ, lỡ nhưng mà mẹ bấm chuông làm ồn họ sẽ báo cảnh sát, nói là mẹ gây rối đó. Mẹ bỏ ra mấy chục tỷ mua nhà chung cư bộ làm bằng giấy hả? Mẹ nói cho con biết, mấy chục tỷ đó bỏ ra để mua riêng tư, cho dù mẹ có gào đứt cổ họng, gào hết một ngày hàng xóm cũng không xuất hiện đâu. Mau nói mật mã cho mẹ biết đi. Mẹ, con nói mẹ nghe nè. Con dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, không một miếng bụi. Con đã lớn tới như vậy rồi, mẹ đừng kiểm tra nữa mà mẹ. Con lên lầu 7 tìm mẹ đây. Ê, Baron, Baron chờ gì với? Baron, Baron đang ở đâu vậy chứ? Bây giờ một ngày con nói xạo mẹ đủ 24 tiếng có phải không? Hai chị em con rốt cuộc còn giấu mẹ bao nhiêu chuyện nữa đây? Mẹ, con khai thật với mẹ vậy. Baron đột nhiên về nước một mình, chị hai cũng đang rất là sốt ruột. Con đang dẫn Baron đi gặp chị. Để hai mẹ con gặp nhau rồi con sẽ đưa chị và Baron tới gặp mẹ ha. Thôi không nói với mẹ nữa, con cúp máy nha. Phải nhắn cho Hy Triết cấp cứu mới được. Đừng có cúp. Trời ơi, tức chết đi được mà. Thank you.
con tìm ai vậy? Ai vậy? Hả? Mẹ, mẹ có bạn trai rồi, con sắp có ba mới. Baron. Dù sao mẹ cũng biết Baron đã về rồi. Em sẽ dẫn Baron đi gặp mẹ. Mẹ ơi, mẹ định đưa con về gặp bà sói dữ đó hả? Bà ngoại, bà ngoại. Mẹ nói con bao nhiêu lần rồi, bà sói dữ là kẻ xấu trong cô bé hoàng khăn đỏ. Bà ngoại mà nghe được con gọi bà như vậy, bà sẽ phạt con đứng đó. Phạt đứng? Còn không phải người xấu sao? Hế, bây giờ con đã có ba mới rồi nha. Ba mới sẽ bảo vệ cho con. Baron, không được nói bậy như vậy. Chị với bác sĩ Lý. Baron, tuy là con đã về nước rồi, nhưng con vẫn phải chăm học có biết chưa? Đi đọc sách đi. Đi đi. Yes, madam. Trước mặt con nít đừng có nói bậy bạ, nó sẽ hiểu nhầm đó. Hiểu nhầm hả? Vậy chứng minh đi, chứng minh chị và anh ấy có chuyện gì đó có thể khiến con nít hiểu nhầm đi. Chị với bác sĩ Lý đó. Chị và bác sĩ Lý không xảy ra chuyện gì hết, anh ấy chỉ chăm sóc cho chị một chút thôi. Nhưng mà nói mới nhớ đó, em là em gái ruột của chị, em lại giao chị cho một bác sĩ nam xa lạ. Em nghĩ cái gì trong đầu vậy hả? Chị à, thật ra em cảm thấy anh bác sĩ Lý đó tính tình cũng được lắm đó chị à. Chị thử cân nhắc một chút đi. Chị nhìn đó, thằng bé Baron còn gọi là ba mới luôn rồi. Em đó, em lo mà giải quyết chuyện của bản thân mình đi. Đột nhiên mẹ lại đến chung cư tìm em, nhất định là có ai đó báo tin cho mẹ biết rồi. Xem ra chuyện em và Triết đã bị lộ. Con thích Ân Cổ Bành lắm mẹ. Chú ấy chơi cầu rất giỏi. Diệp Tử Tuấn của NHL cũng khen chú Bành chơi cầu giỏi. Mẹ ơi, con muốn học chơi khúc cung cầu. Baron, mẹ kêu con đi đọc sách mà. Con biết rồi, con quay lại lấy cặp của mình thôi. Không có cặp sách, làm sao mà học được chứ. Hey, trên thế giới này ngoài chị và Baron ra, không ai biết chuyện nữa có đúng vậy không hả? Dạo này mẹ hay nổi giận với em. Chắc là tại vì... Tuy là từ trước tới giờ mẹ vẫn luôn như vậy, nhưng mà cũng không đến nỗi tức giận với em. Chỉ vì mấy chuyện lặt vặt. Rốt cuộc đã có chuyện gì thì em phải tự suy nghĩ đi. Thằng nhóc này giả bộ ngủ hả? Nhột quá. Thế làm sao rồi? Đỡ hơn chút nào chưa? Đỡ nhiều rồi. Nhìn sắc mặt cũng thấy đỡ hơn nhiều rồi đó. Không lừa chị đâu. Nè, hôm nay em có nghe thấy có người gõ cửa nhà hay không vậy? Có. Rồi có mở cửa không đó? Mở rồi. Vậy em đã nhìn thấy ai? Lúc đó đầu óc còn lơ mơ lắm, không thấy ai hết đó. Bộ có chuyện gì sao? Không có gì hết. Em mau nằm xuống nghỉ ngơi đi. Không nghỉ ngơi làm sao mau khỏe được chứ. Khỏe rồi. Nằm xuống. Khỏe thiệt mà. Mau lên. Ừ.
Ê, hey, nhột lắm. Trời ơi, chị mới vừa mua đó, thử đi. Mới mua thì không nhột hả? Ê, thử đi, thử đi. Nhột bà, ê, ê, thử đi. Đừng, đừng, nhột, nhột bà. Thử đi hả? Trời ơi, cháu ngoại của bà sao lại giỏi như vậy chứ? Một mình con bay về nước tìm mẹ con luôn. Trời ơi, con đó, con còn nhỏ lắm, sau này đừng có làm như vậy nữa nha con. Nguy hiểm lắm đó, con biết chưa? Bà ngoại, con không còn nhỏ nữa. Và lúc chưa 10 tuổi, ông đã biết dùng nguồn điện, truyền dòng điện vào cơ thể con ngựa. Con ngựa bị điện giật hoảng sợ nhảy lên, suýt chút nữa hất ông ấy xuống đất. Vào năm Edison 12 tuổi, đã tự một mình ra nhà ga xe lửa bán báo. Khi ông bán hết báo rồi thì lén lút chui vào trong kho hàng thuốc lá để làm thí nghiệm hóa học. Vào năm Newton tròn 15 tuổi, trong vùng có cơn bão lớn, ông đã ra sân sau chạy bộ. Lúc thì chạy ngược chiều gió, lúc thì chạy xuôi chiều gió. Có lúc còn tung áo choàng rồi nhảy lên, mục đích là để đo lường lực thổi của gió, đo lường tốc độ của gió. Con lớn tới vậy rồi, nhất định phải cố gắng trước 10 tuổi đạt được thành tích, nếu không con còn muốn làm ra chuyện gì khiến mẹ sợ mất hồn nữa hả? Đi Mỹ về sao hở một chút là đánh con vậy? Có biết như thế nào là động viên con mình không? Ba Luân, nhà chúng ta về nước rồi, là vì muốn gặp bà ngoại thôi có đúng không? Đừng gọi là Ba Luân, gọi Baron đi. Baron. 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 Mẹ, mẹ có biết như thế nào là phạt con cái không? Hình như là mẹ quên rồi. Hồi nhỏ kéo tụi con ra sân trời nắng chang chang, bắt con với Di Văn phạt đứng đó, mẹ còn nhớ không? Chúng ta làm chuyện cần thiết thì không sao hết, nhưng mà sau này con không được giấu ba với mẹ của con làm mấy chuyện nguy hiểm như vậy nữa ha. Nè, mà con lạc tới Trung Quốc rồi, có gọi điện thoại báo cho ba con một tiếng hay không vậy? Con không có lạc tới Trung Quốc, mà chính là con về nước. Con về đây tìm mẹ, cũng là tìm về quê hương mà. Trời ơi, con biết tìm về quê hương, cháu ngoại cưng của bà. Ba đi làm về rồi. Hả? Ông ngoại. Hả? ông ngoại ơi, con muốn chơi cưỡi ngựa. Ê, ông ngoại tuổi già sức yếu không cõng nổi con đâu. Con kể chuyện cho ông nghe được không chị? Dạ được. Con kể ông ngoại nghe nha. Ở bên Mỹ con học giỏi lắm luôn đó. Con là người phát âm chuẩn nhất lớp tiếng Trung đó ông ngoại. Nè, lặt cái này đi. Kể cho ông nghe thêm chuyện bên Mỹ của con đi hả? Dạ. Nè, con còn chuyện gì giấu mẹ nữa có phải không? Không có đâu mẹ à, con đã kể hết cho ba mẹ nghe rồi còn gì. Bây giờ con đang làm thủ tục ly hôn ở bên Mỹ, nhưng mà con nhất định sẽ cố gắng giành quyền nuôi dưỡng Baron. Mẹ yên tâm đi, con sẽ không để thằng bé có chuyện gì đâu, con xin hứa. Ây, mẹ yên tâm, coi như là mẹ đã hiểu rồi, lúc trẻ vất vả cực khổ ra sao, bây giờ đều được bù đắp lại. Dù sao bây giờ mẹ cũng không can thiệp nổi vào chuyện riêng của con. Con của mình tự lo. Mẹ biết con đã tính hết rồi. Nhưng ý mẹ muốn hỏi là, có phải dạo này em gái của con có chuyện gì giấu mẹ có đúng không? Di Văn hả? Nó thì có chuyện gì chứ? Mà Di Văn cũng gần 30 tuổi rồi, cũng nên có cuộc sống riêng của mình. Cuộc sống riêng? Căn hộ chung cư của nó bây giờ có phải... có phải đang cho ai đó thuê phòng có phải không? Có đó. Ai vậy? Là con nè. Mẹ cũng biết là từ sau khi con từ Mỹ trở về, cứ nằm ngủ ở trong phòng khách của nhà Di Văn. Con thấy con không đưa tiền thì không được hay cho lắm, cho nên con đã đưa cho nó phiếu giảm giá ở phòng khám của con đó. Được chứ? Ở nhà của em gái mà đòi trả tiền thuê, vậy mà con cũng nghĩ ra được. Nói gì thì nói, con gái phải chi tiêu nhiều lắm mẹ à. Con là chị hai của nó, ăn ở miễn phí, kỳ cục lắm. Mẹ nói nè, cứ cho là đầu óc của Di Văn không được lanh lợi đi, nhưng mà cũng đâu đến nỗi làm ra chuyện đó. Chắc chắn là có người cố ý đồn thổi bậy bạ, làm cho Lâm Phong hiểu lầm. Lâm Phong? Chuyện gì liên quan đến Lâm Phong vậy hả mẹ? Xào rau, làm mấy món ngon ngon coi. Mẹ!
La la la. Hả? Tân tân tân. Đây chính là món tráng miệng của ngày hôm nay. Đậu hũ. Mình đang không nổi. Không được. Hôm nay chúng ta ở đây là để chúc mừng cậu thành công qua được một ải. Mau mau mau, ăn thử một miếng nè. Thế nào hả? Ngon thiệt. Bên trong này có hai thứ. Anh không muốn xem hay sao? Cái gì đây? Một cái là tin tốt, một cái là tin không tốt. Anh tự mở ra xem là sẽ biết ngay thôi mà. Nhược Nghiên, sao cô có được nó vậy? Cuối cùng cũng chịu gọi Nhược Nghiên. Anh mở cái kia ra xem đi. Thiệp mời tham gia hội nghị lần này là em nhờ đàn anh mới có đó. Đàn anh của em là người quay phim. Anh ấy đi theo ghi hình cho phóng viên thể thao đó, sau đó mới chuyển đến nhà đài. Trong đây có gì hả? Đưa đây, để em mở lên cho anh xem. Tin hot, con gái cục trưởng hẹn hò cùng thiếu gia tại Việt. Được biết, người đàn ông này là CEO của quảng cáo Lĩnh Phong. Trong thời điểm nhạy cảm, khiến nhiều người e ngại, chắc hẳn mối quan hệ này không được ủng hộ. Mối quan hệ cá nhân của CEO có đem tới chỗ chống lưng cho quảng nữ cáo Lĩnh Phong. Nữ phóng viên thể thao chụp lén anh vừa bị tòa soạn sa thải rồi, nhưng hình như cô ta vẫn không cam tâm chịu thua, cứ nhất định phải bóc phốt anh. Nhưng em cảm thấy đối với anh thì tin tức xấu này cũng không hẳn là hoàn toàn bất lợi. Chúng ta có thể tận dụng thời gian để chỉnh sửa và ngăn chặn chuyện xấu xảy ra. Đồ ăn quê nhà vẫn hợp với khẩu vị mình nhất. Cậu không có biết đâu, mỗi lần kết thúc một chuyến bay là mình lại đi tìm món ăn hồi nhỏ mình hay ăn đó. Nhưng mà bây giờ có nhiều món hồi nhỏ không còn bán nữa. Đúng đó, mình cũng nhớ cảm giác được ăn mấy món ăn vặt ở trước cổng trường tiểu học. Mình còn nhớ có rất là nhiều món ăn ngon. Đậu hũ chiên nè, bánh gạo chiên, hoành thánh chiên, sườn heo chiên. Thôi được rồi, được rồi. Vừa nhắc tới là cậu đã nói không ngừng rồi. Được rồi Di Văn, mình phải về ngủ cho đủ giờ đi. Mấy hôm nữa mình rảnh rồi hẹn cậu sau nha. À, vậy để mình lái xe chở cậu ha. Ê, không cần không cần, tụi mình ngược đường mà. Tôi vẫn không có hiểu được, Di Vũ với cháu ngoại của tôi ngủ lại trong phòng khám. Tuy tôi biết căn hộ mà Di Vũ đang thuê có thể ngủ lại được, nhưng dù gì đó cũng là trong khu thương mại, có tránh tình huống không an toàn. Tôi thấy kêu nó về đây vẫn tốt hơn. Tôi đang nói với mình có nghe không vậy hả? Không được, tôi vẫn cảm thấy không yên tâm. Mình không yên tâm cái gì, nói tôi nghe. Không phải suốt thời gian gần đây Di Văn không có đi làm sao? Tôi lo nói với Lâm Phong có vấn đề, nên tôi hẹn Lâm Phong đến nhà mình. Đúng là hỏi ra được vấn đề thật. Hai đứa nó thì có vấn đề gì đâu. Yêu时候独自有时候阴晴不定有阳光偶尔也下雨直到你走进我
我的心里。